Thali xin hân hạnh kính chào quý khán giả một lần nữa đến với kênh YouTube Thili Broadcasting do chúng tôi thực hiện. Thưa quý vị, hiện tại là khoảng 11 giờ khuya ngày thứ hai, ngày 14 tây tháng 12 năm 2020. Và thưa quý vị, khi mà quý vị xem chương trình này rồi chắc là cũng phải là vào ngày sáng sớm của ngày mai, ngày 15 tây. Nhưng mà trước khi mà chúng tôi bước vào cái đề tài chính của trong video clip này, là chúng tôi muốn trình bày về cái sự phản hồi mà chúng tôi nhận được từ quý vị trong cái cuốn video của ngày hôm trước, khi mà tôi có viết cái tựa đề là hôm nay Joe Biden sẽ trở thành tổng thống đắc cử. Và thưa quý vị đang thấy đây là cái screenshot mà Tyler Diệp chụp lại trong cái video này. Và chúng tôi cũng phải ghi nhận rằng cái video này nó cũng đã gặp được nhiều cái sự một lời quan tâm và chú ý của các thính giả. Binh có, chê có, chê thì cũng là rất nhiều. Thì vì quý vị thấy rằng là tôi có khoanh tròn lại những cái điểm sau đây. Thứ nhất rằng là cái số lượng view tính tới thời điểm này nó cũng đã lên tới 73.000 lượt view rồi. Cái số người mà thích cái nội dung của video này đó là chính là 1.500 người khi mà họ bấm nút thumbs up. Cái số lượng người mà không thích video này hay là không thích nội dung này đó đã bỏ xuống thumbs down là 405 người. Thì nếu mà nói như vậy đó, đó là cái số lượng người mà không thích video này nó cũng chiếm khoảng 1/3 của những người thích. Thì đây cũng là một con số đáng kể để cho chúng tôi ghi nhận. Và ngoài ra nữa thì quý vị thấy rằng cái phần ở dưới là cái phần comment đó, thì không biết là chắc là các thính giả nói qua nói lại với nhau, cho nên rằng là cái phần comment nó đã lên đến hơn 1.000 những cái tin nhắn mà quý vị để lại trong cái YouTube. Thì vì cái sự gọi là hưởng ứng đó của quý khách thính giả, binh có chống có, cho nên chúng tôi mới muốn mượn vài phút trong cái phần video này để mà trình bày với quý vị cái việc như sau. Thưa quý vị, những người mà không có thích cái cách tôi đưa tin, cái cách tôi chọn tin đó, thông thường thì họ có hai cái phê bình. Cái phê bình thứ nhất đó là tại sao họ thắc mắc là tại sao tôi là đảng Cộng Hòa, nhưng mà tại sao tôi thường xuyên đưa ra những cái tin mà gọi là không có hay cho Tổng thống Donald Trump. Thì thưa quý vị, nếu mà để cho chúng tôi giải thích, thì thứ nhất rằng tôi lập ra cái kênh này không phải là để phục vụ cho cái đường hướng của một đảng phái. Nếu mà tôi muốn lập ra cái kênh này với cái mục đích chính trị để mà phục vụ cho cái lợi chính trị của đảng phái của tôi, hay là tôi còn nghĩ rằng là mình muốn coi như là lúc nào cũng là luôn cổ vũ cho cái đảng phái của mình với cái mục đích đó của kênh này, thì chắc có lẽ là quý vị đã hiểu lầm. Tyler Diệp lập cái kênh TD Broadcasting này ra không phải là để chỉ nói tốt cho cái đảng của mình và nói xấu cái đảng đối lập. Tôi lập cái kênh này ra là để chọn những cái thông tin nào mà chúng tôi nghĩ rằng là nó là những tin tức mà quý vị thích thú để mà biết, và biết qua cái khía cạnh chủ quan của tôi. Tôi không phải là cái người hoàn hảo. Đôi khi những cái gì mà tôi đưa ra nó cũng mang một phần cái tính chủ quan ở trong đó. Cho dù rằng là tôi chọn và cách mà tôi trình bày tôi đã cố gắng nó trung thực nhất, nhưng là người thì ai nó cũng có sự chủ quan. Cho nên rằng là nếu mà quý vị nào vẫn nghĩ là vì tôi là người của đảng Cộng Hòa mà tôi lập ra cái kênh này để chỉ phục vụ cái lợi ích của cái đảng phái đó thôi đó, thì nó không phải. Cho nên rằng là chúng tôi cũng xin muốn nhấn mạnh một lần nữa, đây không phải là mục đích của cái kênh này. Cái phê bình thứ hai mà chúng tôi thường xuyên nhận được đó là Tyler Diệp hay đưa những cái tin vịt, những cái tin fake news để cho quý vị nghe và quý vị không thích, nhất là những cái fake news mà quý vị cho rằng là nó ảnh hưởng đến Tổng thống Donald Trump. Thì thưa quý vị, tin tức gần đây, nếu quý vị để ý đó, từ Newsmax qua tới đài truyền hình CNN là hai cái cực nha. Đây là hai cái thái cực.
Newsmax và One American News là bên đây. CNN là bên đây. Đây là hai cái thái cực của các cơ quan truyền thông. Fox là ở đây, có thể là CBS hay là ABC là ở đây, sau đó là NBC, sau đó là CNN vân vân. Nói chung rằng là các cơ quan truyền thông thì nó có một cái spectrum về cái khuynh hướng chính trị của họ. Thì khi mà tôi chọn tin, nếu mà tôi thấy được một cái tin nó không có hay cho Tổng thống Donald Trump ở trên NBC, ở trên hãng thông tấn AP, thì thông thường tôi phải xem luôn cái đài Newsmax để coi là họ có nói những cái tin đó không, rồi tôi mới dám lên để mà tôi trình bày. Thì đó là cái tác phong làm việc của tôi. Có thể là nó không đúng, hay là nó không có hợp với cái sở thích của quý vị. Nhưng mà khi mà tôi chọn ra những cái bản tin như vậy, nhất là những bản tin mà không có hay gì với ông Trump đó, thì thông thường là xem những cái cơ quan truyền thông dòng chính, tôi vẫn xem luôn One American News và Newsmax và coi coi là họ có nói những cái tin tức tương tự như vậy không. Khi mà họ nói rồi thì tôi mới yên tâm là đây là cái tin nó có thật và nó là cái dữ kiện. Thì cái chuyện mà thưa quý vị, trong ngày hôm qua khi mà cái chuyện mà chúng tôi nói rằng là cử tri đoàn đã chính thức xác nhận ông Joe Biden là tổng thống đắc cử, nó là cái chuyện thật. Nó là cái chuyện thật. Nó không phải là cái tin giả. Nhưng mà chúng tôi biết rằng là có nhiều người vẫn không có tin cái chuyện đó. Thì bây giờ cũng không sao cả. Bây giờ mình không cần phải tranh cãi nhiều. Tại vì tôi biết rằng là quý vị nghe tôi, sau đó quý vị cũng nghe những cái người YouTuber khác. Cho nên là có rất nhiều người rất là hoang mang. Tại vì nói rằng là không biết về tin ai. Thì thưa quý vị, trong cái phần video kế tiếp đó, tôi sẽ giải thích cho quý vị nghe là tại sao một số người ngộ nhận về cái tin liên quan đến cử tri đoàn. Nhưng mà trước khi chúng tôi bước vào cái phần đó đó, chúng tôi muốn trình bày với quý vị một cái khía cạnh này. Trong cái thời điểm hiện tại, real news hay là fake news người ta không có nhận ra được. Trong thời điểm hiện tại, trắng đen hoàn toàn là lẫn lộn với nhau, vàng thao lẫn lộn, không ai phân biệt được là cái nào đúng cái nào sai cả. Và bây giờ chúng tôi có ngồi đây mà có nói chuyện thêm cả tiếng đồng hồ thì chắc là quý vị cũng không có tin. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là quý vị có thể tin vào cái thời điểm này. Tôi có một cái người quen, ảnh tên là anh Trương Quốc Huy. Thì tôi rất là mến anh Huy. Anh Huy có một cái quan điểm chính trị riêng của ảnh và tôi rất là tôn trọng cái việc đó. Và ảnh thường xuyên có nói một câu này, đó là chưa phải 30, chưa đến Tết, hay là nó nôm na nó là như vậy. Thì có một số quý khán giả cũng đã để lại trên cái phần comment nhắc cho tôi điều này. Đúng, anh Trương Huy nói đúng, quý vị cũng thể nói đúng, là tại vì tới bây giờ đó, nếu mà mình cứ tiếp tục nói qua nói lại không ai tin ai cả. Nhưng chúng ta không cần phải đợi lâu nữa. Khi mà tôi thâu chương trình này là ngày 14 tây tháng 12, chúng ta còn có độ 7 ngày nữa trong tháng 12, 20 ngày nữa trong tháng Giêng, là khoảng chừng 26-27 ngày nữa là chúng ta sẽ có một cái lễ tuyên thệ tổng thống. Cho nên rằng là quý vị cố gắng nhẫn nại. Quý vị cho quý vị một cơ hội, quý vị cho tôi một cơ hội, và cũng như quý vị cho những cái người YouTuber khác một cơ hội. Nếu mà tôi đưa ra những tin thất thiệt, thì trong vòng 26-27 ngày nữa, khi mà ông Joe Biden nhậm chức, quý vị sẽ biết rằng là ai nói đúng, ai nói sai, ai là cái người mà chuyên môn đưa ra những cái hy vọng ảo cho quý vị, hay là ai là những người mà đưa ra những thông tin dù rằng là quý vị không có thích nghe, nhưng mà đó là tin thật. Thì quý vị không cần phải đợi lâu, mà mình cũng không có cần mà phải là start off với nhau là ai đúng ai sai nữa. Mình chỉ cần đợi thêm đúng 26-27 ngày nữa, tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ, người nào đứng trước tòa nhà Quốc hội để làm lễ tuyên thệ tổng thống, chúng ta sẽ biết được liền. Cho nên rằng là tới lúc đó, nếu mà Tổng thống Donald Trump là cái người mà làm lễ tuyên thệ nhậm chức vô nhiệm kỳ thứ hai, coi như là tôi đã nói ra những thông tin
nó quá là chủ quan, nó không có đúng với lại cái thực tại hiện nay. Nhưng nếu trong trường hợp mà quý vị thấy rằng là ông Joe Biden là cái người mà sẽ làm lễ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 24 tháng Giêng của năm tới đó, thì quý vị biết rằng là có lẽ là tôi nói những tin tức mà quý vị không thích nghe, nhưng mà ít nhất nó là những thông tin thật. Còn những cái người khác mà đưa cho quý vị những cái niềm hy vọng ảo thì có thể là họ có cái mục đích riêng của họ. Cái đó thì chúng tôi không dám phê bình. Nhưng mà đây là cái trình bày của Tyler Diệp liên quan đến những cái sự than phiền của quý khán giả trong cái video vừa rồi. Và chúng tôi nghĩ rằng là vì cái số lượng người trả lời rất là đông, cho nên chúng tôi muốn mượn cái cơ hội đây để mà trình bày. Bây giờ sau đấy thì xin mời quý vị cùng với chúng tôi đi vô trong cái đề tài chính trong ngày hôm nay, đó là tên gì. Trong ngày hôm nay, cố vấn chính sách đối nội của Tòa Bạch Ốc, đó là ông Stephen Miller, đưa ra một cái lời phát biểu như vậy. Ông nói rằng là những cái người alternative elector sẽ gửi những lá phiếu của họ cho ông Trump tới quốc hội. Thì bây giờ nó là cái nghĩa như vậy. Chúng tôi xin dài dòng một chút xíu để mà giải thích cho quý vị, nhất là những quý vị nào mà không có theo dõi kỹ, là cái chuyện này tại sao nó quá là phức tạp đi, nó không có đơn giản như cuộc bầu cử của những nước khác. Thưa quý vị, theo hiến pháp của Hoa Kỳ thì trước ngày bầu cử, mỗi liên danh trong các chính đảng đều có một cái nhóm cử tri đoàn mà họ đã đệ trình sẵn rồi. Trong trường hợp nếu mà phiếu phổ thông chọn cái liên danh nào trong tiểu bang đó, thì thống đốc cũng như là quốc hội của tiểu bang đó sẽ chọn cái liên danh nào mà có số phiếu phổ thông cao nhất để mà bỏ phiếu cử tri đoàn cho cái liên danh mà có nhiều phiếu phổ thông nhất, và sau đó gửi những lá phiếu đó cho ở quốc hội Mỹ. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà nó đã xảy ra trong ngày hôm nay, ngày 14 tây tháng 12, ở tại 50 tiểu bang cũng như khu vực Hoa Thành Đốn. Cái đó là cái tin thật. Và ông Joe Biden đã có được 306 phiếu cử tri đoàn trong cái quá trình bầu cử chính thức tại nghị viện của 50 tiểu bang và thủ đô Hoa Thành Đốn. Nhưng song song với cái việc đó, và cái việc này nó là khiến cho người ta cảm thấy mờ là confused hơn hay là khó hiểu hơn nữa. Hiến pháp của Hoa Kỳ cũng không có nói rằng là những cái người cử tri đoàn của Đảng Cộng hòa nộp vô, của Đảng Xanh nộp vô, của Đảng Tự do nộp vô, họ không có thể nào mà bỏ phiếu riêng cho họ. Theo hiến pháp của Mỹ, nếu mà 20 người trong cái phái đoàn cử tri đoàn tại tiểu bang Pennsylvania mà Đảng Cộng hòa đã nộp vô trước rồi đó, mà để trong trường hợp là nếu mà phiếu phổ thông của ông Trump hơn tại tiểu bang Pennsylvania, thì thống đốc và cũng như là quốc hội sẽ chọn những người này để mà đi bỏ phiếu chính thức đó, thì không có cái gì mà cản họ trong ngày hôm nay tự nhóm họp riêng, họ tự họp với nhau, họ tự gửi cái lá phiếu cử tri đoàn của họ tới quốc hội Hoa Kỳ. Cái vấn đề là hiến pháp của Hoa Kỳ họ không cấm cái việc đó, và hình như là họ cũng cho phép cái việc đó xảy ra nữa. Thì trong ngày hôm nay, Stephen Miller đã cho biết là cử tri đoàn do phe Cộng hòa ấn định trước tại những tiểu bang chiến địa, họ đã tụ tập riêng và họ đã có những cái cuộc bỏ phiếu riêng và họ đã gửi những cái lá phiếu đó tới quốc hội. Cái chuyện đó là cái chuyện mà nó thực hiện được, và tôi cũng rất là ngạc nhiên khi mà tôi tham khảo cái tin tức này và thấy rằng là cái chuyện đó là cái chuyện mà những người đó có thể làm được. Và đó là lý do tại sao mà khán giả của hai bên đang phân vân nói rằng ủa tại sao mà Tyler Diệp nói là cử tri đoàn đã chọn cho ông Biden, mà một bên đây thì nói rằng là cử tri đoàn đã bỏ phiếu cho ông Trump, là what is going on, đúng không? Tại sao mà nó loạn lên như vậy? Thì thưa quý vị, bây giờ mình nói là trong cái trường hợp vào ngày 6 tây tháng Giêng
Khi mà lưỡng viện quốc hội họp ở tại Hoa Thành Đốn, thì bây giờ họ nhận được phiếu cử tri đoàn từ tiểu bang Pennsylvania, 20 phiếu là bỏ cho liên danh của Biden-Harris từ các cử tri đoàn mà đảng Dân Chủ đã ấn định trước. Nhưng mà cũng song song với việc đó, thì thế nào cũng có một số các có một số các dân biểu liên bang với cái sự hậu thuẫn của một thượng nghị sĩ liên bang, có thể là họ nói rằng là khoan đã, quốc hội cũng đã nhận được 20 phiếu cử tri đoàn từ cái phái đoàn cử tri đoàn Cộng Hòa mà chúng ta cũng đã ấn định trước, mà đã bỏ phiếu cho liên danh Trump Pence, thì lúc đó là phải tính như thế nào? Là chúng tôi nghĩ rằng là cái chuyện này nó sẽ xảy ra tại Pennsylvania, hay là nó có thể xảy ra tại Pennsylvania, nó có thể xảy ra ở tại Georgia, nó có thể xảy ra ở tại Wisconsin, nó có thể xảy ra tại Michigan và Arizona. Thì bây giờ trong trường hợp này, hiến pháp có những cái nội quy gì để mà giải quyết cái sự gọi là nó cái sự mà gọi là nó bế tắc hiện tại. Thì cũng theo hiến pháp, thưa quý vị, nếu mà trong trường hợp đó phải để cho lưỡng viện quốc hội quyết định theo phiếu đa số, là quốc hội sẽ công nhận cái lá phiếu của cử tri đoàn nào. Lưỡng viện quốc hội, đó là thượng viện và hạ viện, phải tranh luận và sau đó đi bỏ phiếu. Và thí dụ họ có thể họ nói rằng là vì những cái thông tin sau này, chúng tôi sẽ chọn cử tri đoàn bên đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu cho ông Trump và ông Mike Pence tại tiểu bang Pennsylvania. Trong trường hợp đó, nếu chuyện đó xảy ra, thì coi như là liên danh của Donald Trump và Mike Pence sẽ được 20 phiếu cử tri đoàn từ tiểu bang Pennsylvania, cho dù rằng là họ không có thắng phiếu phổ thông ở đây. Đó là một cái giả thuyết. Nhưng cái giả thuyết đó thì nó rất là mơ hồ, nó rất là mong manh. Là tại vì muốn lưỡng viện quốc hội đồng ý một chuyện đó, đó trong cái khóa quốc hội mới nó rất là khó. Tại vì chúng ta biết rằng là hạ viện là do đảng Dân Chủ kiểm soát trong cái khóa quốc hội mới, thì không đời nào mà hạ viện Hoa Kỳ dưới cái sự lãnh đạo của chủ tịch Nancy Pelosi mà sẽ công nhận những lá phiếu cử tri đoàn bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa từ tiểu bang Pennsylvania. Và bây giờ chúng ta cho rằng là trong trường hợp mà thượng viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát sẽ chọn cái khối cử tri đoàn bên đảng Cộng Hòa từ tiểu bang Pennsylvania, mà họ không chọn cái nhóm cử tri đoàn từ bên Dân Chủ đi, thì bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra nữa? Nếu mà giờ hai viện quốc hội mà có hai cái sự mà khác biệt về vấn đề chính kiến và quyết định, thưa quý vị, cái bước kế tiếp cũng theo hiến pháp Hoa Kỳ ấn định là nếu trong trường hợp lưỡng viện quốc hội bế tắc, đó là một viện thì chọn cái này, một viện thì chọn bên kia, thì cái người mà gọi là làm cái tiebreaker, hay là cái việc mà đánh huề đó, nó sẽ dựa vào cái chứng chỉ mà tiếng Anh nó gọi là cái certificate of ascertainment. Đây là cái certificate này, và ban kỹ thuật cũng sẽ lần lượt chiếu cho quý vị xem những cái bản chứng nhận, hay là tiếng Anh nó gọi là certificate of ascertainment, của thống đốc của những bang chiến địa mà đã được phê chuẩn. Thì trong cái trường hợp này đó, quý vị thấy rằng là Arizona cũng đã gửi vô rồi, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia đều đã gửi vô hết. Chúng tôi sẽ lần lượt chiếu những cái hình của những cái bằng certificate này cho quý vị xem. Thì theo luật của hiến pháp đó, nếu mà quốc hội bế tắc, thì cái phái đoàn đại cử tri đoàn nào có được cái giấy chứng nhận của thống đốc của tiểu bang đó, thì coi như là cái lá phiếu của họ được tính. Nó cũng tương đối là nó đơn giản trong cái phần này. Thì thưa quý vị thấy rằng là tại tiểu bang Pennsylvania đi, bây giờ cho là trường hợp xấu nhất là đảng Cộng Hòa tại Thượng viện muốn chơi ép ông Joe Biden, họ không có muốn chứng nhận cái nhóm cử tri đoàn
của bên đảng Dân Chủ, cho dù rằng là phía phổ thông thì ông Biden hơn ông Trump ở tại Pennsylvania. Bên Hạ viện thì muốn bảo vệ cho ông Biden. Thì bây giờ mình chỉ có dựa vào cái chứng chỉ Certificate of Ascertainment để quyết định thôi. Thì quý vị đã thấy rằng là trong 4 năm tiểu bang chiến địa, những cái vị thống đốc mà đã ký những cái bằng chứng chỉ này đó, những cái Certificate of Ascertainment, hầu hết là hay hoàn toàn, chúng tôi xin lỗi, hoàn toàn họ đã bổ nhiệm và họ đã chứng nhận là cái nhóm cử tri đoàn nào được đi bỏ phiếu, là hoàn toàn là họ đã lựa cái phái đoàn của ông Joe Biden cả. Tại vì ông Joe Biden đã chiến thắng phiếu phổ thông ở tại những tiểu bang này: Arizona, Georgia, Pennsylvania, Wisconsin và Michigan. Năm cái chứng chỉ này đều chọn phái đoàn cử tri đoàn của đảng Dân Chủ tại năm tiểu bang đó. Thì khi mà lưỡng viện quốc hội có sự bế tắc thì phải dựa vào cái đó để mà quyết định. Thì năm cái chứng chỉ này nó đã là một cái ưu thế khác cho ông Joe Biden. Thì thưa quý vị, đó là cái thủ tục mà quốc hội sẽ phải cân nhắc trong thời gian tới. Chúng tôi không biết rằng là chuyện này có thể xảy ra hay không, nhưng mà Stephen Miller trong ngày hôm nay đã nói rằng là ông đã thành công đưa cử tri đoàn bên Cộng Hòa cứ đi bỏ phiếu đi, không cần bỏ phiếu trong tòa nhà quốc hội của tiểu bang cũng được nữa, nhưng mà đi bỏ phiếu gửi vô đi, rồi sau đó thì tháng giêng năm sau thì tính tiếp. Thưa quý vị, hy vọng rằng là cái phần giải thích này nó sẽ giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về cái sự gọi là hỗn loạn hiện nay trong cái thể thức bầu cử của nước Mỹ. Trước giờ nó không có chuyện này, nhưng mà năm nay trong 20 năm mà tôi bắt đầu để chính trị từ năm 2000 cho đến bây giờ, đây là cái lần đầu tiên mà cuộc bầu cử của Mỹ nó lộn xộn nhất. Và nó cũng là điều rất là thú vị, tại vì nó giúp cho tôi hiểu thêm nhiều chuyện lắm. Chúng tôi hy vọng rằng là qua cái phần giải thích này quý vị có thể hiểu rõ hơn là tại sao nó có nhiều những cái tin tức mà nó làm cho người ta hoang mang lắm. Tại vì hiến pháp đã viết một cách không rõ ràng và để cho những thành phần cử tri đoàn đã được ấn định trước rồi vẫn có thể bỏ phiếu, nhưng cái việc mà những lá phiếu của họ có được chứng nhận hay không vào năm tới là một chuyện khác nữa. Thay lời Diệp xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi cái phần video này. Chúng tôi xin hẹn quý vị lại trong một cái video của kỳ tới.